bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn thế tài thứ hai trong cái âm dài mi thứ pentatonic. Và chúng ta tập cái thế tài này, chúng ta tập thêm cái chùm liền ba để các bạn liên kết các nốt lại với nhau nữa. Thì các clip trước mình có hướng dẫn thế tài đầu tiên, đó là ngay cái dây buông. Các bạn có đánh dây buông ha. Đã có đánh cái dây buông, còn hôm nay chúng ta sẽ đánh qua thế tài tiếp theo. Thế tài thứ hai. Với thế tài này thì các bạn đòi hỏi cả bốn ngón các bạn cũng phải di chuyển rất là nhiều sao cho nó linh hoạt và nó chính xác. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về mi thứ pentatonic. Thì ở thế tài thứ hai này nó có thế bấm như thế nào. Mình sẽ không nói về pentatonic nữa, các bạn có thể tham khảo cái bài viết hoặc video trước đây mình đã nói về pentatonic nhiều lần rồi. Thì hôm nay chúng ta chỉ nói về pentatonic ở thế tài này nhé. Thì các bạn hãy đánh với mình như sau. Thế tài thứ hai chúng ta bắt đầu bằng son là ngăn 3 dây 6 ha. La ngăn 5. Dây 6 giờ bắt đầu tới ngăn 2 của dây 5 là C. Ngăn 5 của dây 5 luôn là R. Sau đó tới ngăn 2 của dây 4 là Mi. Ngăn 5 nó là son. Ngăn 2 nó là La của dây 3. Ngăn 4 của dây 3 là C. Ngăn 3 của dây 2 là R. Ngăn 5 của dây 2 là Mi. Ngăn 3 của dây 1 là son. Và ngăn 5 của dây 1 là La. Thì chúng ta đánh từ đầu như sau. Thì các bạn để ý, mi thứ pentatonic các bạn thấy đánh từ trên như này nó thiếu hai nốt. Đó chính là nốt đô và nốt pha thăng. Các bạn nhớ, pentatonic tức là ngũ cung nó chỉ có 5 nốt thôi. Mà trong cái âm dài của mi thứ thì nó tới 7 nốt liền. Chúng ta bỏ ra nốt pha thăng và bỏ ra nốt đô. Nha các bạn, thì nó ra cái pentatonic thôi. Và chúng ta đánh ngược, đánh xuôi nha. Giờ đánh ngược lên nè. Bây giờ các bạn tập đánh ngược đánh xuôi để quen cái thế tài này trước ha. Rồi, sau khi quen nó rồi, đánh không bị sai nữa, thì chúng ta mới tạo ra cái bài tập của nó, lập các nốt lại với chùm liền ba để nó tạo ra cái sự thú vị. Nhớ tay phải các bạn đánh một phím xuống, một phím lên, thay đổi liên tục nhé. Chúng ta đánh thử, rồi sau đó mình sẽ phân tích chậm lại cho bạn nghe nha. Đó, các bạn thấy theo như nó đi bậc thang á. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Nó cứ đi lên lần 3 nốt, sau đó nó nhảy lùi lại một nốt, nó đi tiếp 3 nốt ha. Thì cơ bản chúng ta cứ đánh theo kiểu như vậy thôi. Mình sẽ đánh từ trên xuống, chúng ta phân tích nha. Chúng ta sẽ có son này, la, si là 3 nốt, sau đó các bạn lùi lại các bạn đánh la, si, rê. Thì sau đó tới si, rê, mi. Rồi sau đó rê, mi, son. Rồi quay ngược lại là gì? Mi, son, la. Quay ngược lại, son, la, si. Quay ngược lại, la, si, rê, si, rê, mi, rê, mi, son, mi, son, la. Đó, các bạn nắm được cái quy tắc là chúng ta đi 3 nốt, chúng ta lùi lại nốt, đi 3 nốt, lùi lại nốt. Ha, chậm nha các bạn.
cố gắng đánh cho nó đúng, chậm nào ôm đàn lên tập với mình nha, thật chậm nha. Khi quen rồi các bạn nâng tốc độ lên tí ha. Sau khi đánh tới đây rồi thì chúng ta đánh gì? Đánh ngược lại các bạn, tương tự ha các bạn. Ba nốt đúng không? Sau đó quay lại nốt trên. Rồi các bạn tập như vậy và các bạn sẽ nhớ được cái vị trí. Nhớ pentatonic nó cứ có 5 cái cụm bấm khác nhau và chúng ta sẽ đi từ từ nha các bạn. Nhớ cụm thứ hai nè. Thì các bạn nhớ là khi tập chậm chính xác, sau đó nâng nâng dần tốc độ lên lại nha. Giờ mình đánh xuôi đánh ngược luôn một lần cho các bạn nghe nha. Rồi, hy vọng bài tập này hữu ích cho bạn cho cái việc là chúng ta hiểu thêm về pentatonic ở cái thế bấm thứ hai của mi thứ cực kỳ phổ biến, và nó sẽ giúp cho các tài của bạn liên kết với nhau ha. Thì trong tháng 7 2020 này có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt, được khi các bạn mua cái cây đàn này gỗ hồng đào ha, cũng rất là đẹp và chỉnh chu, giá chỉ có 2,2 triệu. Các bạn được tặng bao da 3 lớp kèm 2 cái pick đánh như thế này, và đặc biệt là được tặng một cái khóa học đàn luyện ngón cơ bản online do Đàm Khoa hướng dẫn, rất nhiều cái bài tập trong đó miễn phí cho các bạn khi các bạn mua cây đàn này ha. Thì các bạn đăng nhập vô cái khóa học đó, các bạn mua với giá 0 đồng coi như được tặng các bạn rồi, còn vô các bạn học bất cứ lúc nào các bạn muốn. Tất cả các bài tập giúp các bạn làm chủ cái cần đàn guitar, tay các bạn linh hoạt hơn, sau này các bạn bấm hợp âm hay solo nó rất là tốt cho các bạn mới tập đàn nha. Hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop và Guitar for Freedom. Nếu bạn có nhu cầu học các khóa học, hãy tham khảo cái link trong phần mô tả và tham khảo cái cây đàn này để các bạn có thể lựa chọn nó và được tặng cái khóa học miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo nhé.